Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi lại các bạn trong series Run City và hôm nay là tập thứ 10 nha các bạn. Rất nhanh, series chúng ta từ tập 1 này đã có tập thứ 10. Và trong tập ngày hôm nay sẽ có điều gì nào? Hãy cùng mình khám phá nhé. Và rồi chúng ta vừa nhận được hình như là những mảnh ốc đó các bạn. Đây, khi mình đã thu thập được hai con Verirax, chúng ta sẽ có mảnh ốc và là 320 mảnh của hai con, là hai con 2 sao đó các bạn. Như là nếu chúng ta lấy được như trong sự kiện là hai con VR thì chúng ta sẽ có là hai con 2 sao, rồi hai con Epic thì hai con 2 sao và hai con Legend cũng vậy nha các bạn. Nhưng mà vì số con của mình cũng chỉ đủ để đi hai con VR thôi, và mình cũng đã lấy con Verirax mà mình bảo là rất là cute đó các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Và giờ chúng ta đã luyện tập xong cho con Thonin này, tí nữa sẽ luyện tập tiếp. Rồng Thonin đó các bạn, trong tập trước mình cũng đã có review rồi. Và nhà của mình đã lên được level 3 rồi. Vậy là mình có thể nâng cấp giới hạn cho những con rồng của mình lên level 25. Chúng ta đang có một con chim cánh cụt nhưng là không đủ môi trường để up nó. Dường như là mình đã có con rồng này rồi thì mình sẽ bán nó đi nha các bạn. Mình sẽ không gọi là những con rồng trùng nhau, mình sẽ bán đi. Còn những con rồng nào mà để nâng sao thì mình vẫn sẽ phân tách mảnh và nâng sao cho nó. Ở trong đây các bạn có thể thấy là mình có rất nhiều chú heo màu hồng, nhưng rất tiếc mình chỉ cần một chú heo thôi. Đành phải để cho những chú heo này đi thôi. Rồi, đi vui vẻ nha. 5k. Nói chung là con heo đó cũng thuộc lại là rồng quý hiếm đó các bạn. Chúng ta rất là khó để lai ra, bởi vì hai hệ đó chúng ta không thể lai trực tiếp được. Chúng ta đã sở hữu được bé cánh cụt rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ môi trường để đặt nó ra. Thì hy vọng một ngày nào đó mình sẽ mở đảo rộng ra và sau đó mình sẽ để thêm nhiều môi trường mới. Chúng ta cùng xem sơ qua về event mới lần nào nhé các bạn. Sự kiện mới đó thì chúng ta sẽ có báo trước là có 3 hòn đảo này, và thu thập là rương và những cây cuốc. Bên cạnh đó là những con rồng legend, cả Epic cũng như là có rồng cấp 10 ở hòn đảo thứ 3 nữa. Và bên đây thì là chúng ta sẽ thu thập rương cộng với cuốc để ra được một cái chưởng băng, và đủ số lượng chưởng băng sẽ nhận giải thưởng. Thì mình nhìn sơ qua thì giải thưởng 30 chưởng băng rất là gọi là hấp dẫn và thơm ngon, nhưng chắc rằng mình sẽ bình thường chúng ta sẽ không thể đạt được đến mốc đó nên thôi. Nếu được thì chúng ta sẽ cố gắng lấy được mốc 10 cây chưởng băng các bạn. Còn nếu không được cũng không sao. Và đây chúng ta đang có là sự kiện đầu tiên là leo tháp. Như lúc này chúng ta thấy thì chúng ta có 3 sự kiện thì từ từ sẽ mở ra. Nhưng đầu tiên, wow, chúng ta đang có ở trên đây là một con double băng, 2 hệ băng này các bạn. Dường như là mọi người rất thích những con rồng nào mà có 2 hệ double đó các bạn. Giống như là double đất, double lửa, double băng, và có mình còn thấy được double thép rồi các bạn. Kể cả là ở bên nick Torico của mình cũng đã like ra được là double primer. Còn bên đây là một con rồng Epic, hệ của nó thì cũng giống như là con rồng gấu tuyết của chúng ta thôi. Và ở dưới đây còn có một con rồng legend nữa nè. Bình thường thì trong sự kiện leo tháp thường thường chỉ có một con legend thôi, mà bên đây con sói này cũng có hệ ngon đó các bạn. Dường như là hệ của con gấu tuyết cộng với hệ legend ở đầu tiên. Nhưng mà chủ đề chúng ta vẫn là con này, giống như là một con thủy quái. Và bên cạnh đó có hệ primer. Cái tháp này nói chung là cũng dài. Hai con legend này nói chung là hệ cũng ngon. Và chúng ta phải chinh phục đỉnh tháp này. Đối với loại sự kiện đua tháp này, leo tháp này thì tùy thuộc vào điểm may mắn và cách đi chúng ta nha các bạn. Chúng ta sẽ có một bản đồ để đi thật là ngắn gọn, và sau đó thì thu hoạch. Và chúng ta sẽ quay, nếu may mắn chúng ta sẽ đi được rất xa. Nhưng mà trong sự kiện này có con rồng double băng thì mình nghĩ là nếu không lấy được con ở trên thì chúng ta ít nhất cũng lấy con double băng này. Thì ở trong la xem quảng cáo chúng ta sẽ có cơ hội để xem ra cái cuốc nha các bạn. Như lúc nãy mình thấy thì một cái cuốc cộng với một cái rương chúng ta sẽ có một cây quyền trượng. Vậy thì khá lâu đây. Mình vừa xem xong là quảng cáo rồi các bạn. Liệu chúng ta sẽ mở được cái cuốc hay không? Và chúng ta chỉ mở được là 60 cây này, gọi là coi màu xanh nước biển. Coi này là chủ đề là leo tháp các bạn.
có lẽ bây giờ chúng ta sẽ xem sơ qua về tấm bản đồ trong sự kiện leo tháp này nhé các bạn. Vẫn chưa có đường đi cụ thể nhưng mà chúng ta sẽ xem sơ qua một lượt. Và đây sẽ là tấm bản đồ của chúng ta. Bản đồ trong sự kiện leo tháp lần này nha các bạn. Ở điểm đầu tiên chúng ta sẽ xuất phát với 25 con và từ từ lên chúng ta sẽ là 50, rồi sau đó là 75. Và trên đây sẽ lên dần là có 100 nữa này. Rồi như các bạn đã thấy là chúng ta sẽ từ vạch xuất phát và đi lên. Thì ở đây chúng ta sẽ rẽ nhánh sang. Nếu bạn nào mà với mục tiêu cao hơn thì chúng ta sẽ bỏ qua những mảnh của con rồng, ví dụ như là mảnh rồng VR này. Còn nếu các bạn nào mà nhắm là không thể mà đi nhiều được thì chúng ta ít nhất sẽ lấy mảnh của những con rồng này nha các bạn. Ở bên đây có mảnh con rồng cấp VR này các bạn, rồng đúc bờ băng, nói chung là cũng hiếm đó, ta sẽ không thể lấy đâu, nên nếu được chúng ta nên sưu tập nha các bạn. Nếu bạn nào muốn sưu tập rồng thì chúng ta nên sưu tập. Rồi sau đó chúng ta sẽ lên đây, và ở đây nên tận dụng những cây của máy bắn này nha các bạn. Mặc dù nhìn trên bản đồ thì chúng ta vẫn chưa có một đường đi cụ thể, nhưng với tấm bản đồ thì chúng ta có thể ước tính đường mà chúng ta muốn đi nhất. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay, và nếu may mắn ta sẽ có thể đi xa hơn và lên đây. Ở trên đây thì vẫn bình thường, ta có thể lên một cách bình thường nè. Bên đây là có thêm một mảnh rồng nữa. Và sau khi lên thì đây có một cái hộp rương nè các bạn. Về phần hộp rương này thì phải cần hộp rương rồi cần cái cuốc thì mới có thể có được quyền trượng. Thì theo mình là nhiệm vụ sưu tập lần này cũng không phải là dễ đâu, nên nếu không thì chúng ta sẽ không tập trung vào sưu tập mà chúng ta vẫn cứ tập trung vào sự kiện thôi. Dù sao thì cứ tiếp tục sự kiện nào, cũng gần Tết đến rồi, biết đâu sẽ có nhiều sự kiện ngon hơn sao. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ từ coi là 100 và đi lên này. Và khi ở trên đường này thì có những mũi tên màu đỏ và xanh là chiều bắn lên bắn xuống đó các bạn, rất là dài. Ở đây vẫn chưa có mũi tên cụ thể nha các bạn, chỉ có là tấm bản đồ thôi. Chúng ta sẽ nhìn theo hướng đi nè, để xem hướng nào là phù hợp nhất với mục tiêu của mình đề ra. Lên lên nè, từ từ lên đây là 125 rồi, tốn rất là nhiều coin nha các bạn. Phải tập rất là chăm chỉ và xem quảng cáo đầy đủ, cũng như là phải có những nước đi khôn ngoan và sự may mắn nữa các bạn. Qua đây là 200, 300, 400 rồi, các bạn thấy không? Gần lên cao là toàn nhiều như vậy không? Mà mỗi lần chúng ta chỉ có thể lấy được tầm 600 con mỗi lần thu hoạch, rồi xem quảng cáo, rồi đánh quét. Liệu số con chúng ta có đủ để lên được những tầng cao hơn không? Nếu không thì chúng ta sẽ lấy những con ở bên dưới được, như là lấy con đúc bờ băng đó các bạn. Qua đây nữa. Và đây sẽ là đích đến của mình rồi. Ngày xưa thì cũng có một đợt là mình leo được tới đỉnh tháp, và chỉ chút nữa thôi là chạm tới mốc ngôi sao. Nhưng mà rất là gọi là không may lắm, vì cứ qua lại không dính được cái ngôi sao. Thì thôi, nếu mà bạn nào có may mắn thì chúc các bạn có thể thành công, thuận lợi và lấy được con rồng cấp L lần này. Với hệ Primer cũng rất là ngon, nhưng mà nếu hệ Primer ở đầu tiên thì sẽ ngon hơn. Nhưng sao, gọi là sự kiện mà. Và đây sẽ là hành trình tổng quát của chúng ta. Rất là dài, rất là dài. Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt. Rồi, đó. Và chúc các bạn may mắn trong sự kiện lần này nhé. Chúng ta cùng quay lại trở lại video nào. Và đây con rồng cute mà mình đã lấy được. À, sau đó chúng ta sẽ đợi nó lai ra, up ra, rồi chúng ta sẽ nâng lên 2 sao. Nói chung là đối với cấp những con rồng cấp VR thì nâng lên 2 sao cũng không tăng quá nhiều gọi là chỉ số đó các bạn. Nhưng mà nếu có thì chúng ta nâng lên để cho có rồng 2 sao thôi. Chứ thực ra thì mình cũng sẽ không dùng nó để chiến đấu các bạn. Đây chính là con rồng chúng ta vừa ăn bịch snack và mở ra, mang biểu tượng của sự may mắn. Vì vậy mình sẽ đặt cho con rồng này là quý ông may mắn nhé các bạn. Rất là hợp lý phải không nào? Đấy là biểu tượng hoa cỏ 4 lá đó các bạn. Và mình rất là thích icon biểu tượng đó đó các bạn. Và mình cũng thích màu xanh lá cây nữa. Được rồi, chúng ta hình như con này chúng ta đã đặt tên rồi. Mình sẽ bán nó đi.
để xem chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ đặt tên cho những con rồng nào đây. Ai đã đặt tên cho những con rồng? Đây sẽ là một series rất là vất vả khi chúng ta sẽ phải đặt tên cho tất cả những con rồng mới. Wow, mới đó mình đã nhìn lại chúng ta đã có là 71 con rồng đó các bạn. Hình như là bên hòn đảo này chúng ta đã đặt tên hết rồi. Chúng ta sẽ sang hòn đảo bên đây để xem con rồng nào cần đặt tên nữa không. Rất là muốn mở đất nhưng mà lượng vàng vẫn chưa có thể đáp ứng được. Thì thôi, chúng ta sẽ quay trở lại với tiết mục đặt tên cho những chú rồng nha các bạn. Và đây chúng ta đã thấy một chú rồng vẫn chưa được tên đây. Là bé rồng mà đua xe trong giải F1 đã mang lại chúng ta 150 game. Thực sự là một kỳ công, hiện tại thì vẫn chưa loát. Rồi, sao nhìn giống như là cá chê quá các bạn ơi. Nhưng không sao, với chiến công mà anh ấy đã mang lại chúng ta sẽ đặt cho anh ấy một cái tên thật là cool nhầu nha các bạn. Thì có lẽ chúng ta sẽ gọi là tay đua cừ khôi. Dù sao thì cũng đã mang về chúng ta 150 game. Và mình cũng chúc mừng cho những bạn nào mà đua được với hai con rồng sẽ có nhiều game hơn. Và đây cũng sẽ là tay đua cừ khôi chúng ta cũng sẽ là con rồng đầu tiên được nâng sao trong series này. Tiếp theo chúng ta đang có một con rồng màu xanh. Wow, các bạn thấy là hiệu ứng nó rất đẹp. Những con rồng bình thường như vậy mà lại có một gọi là hiệu ứng rất là đẹp. Vì thế có lẽ mình sẽ đặt tên cho chú rồng này là rồng xanh tung hoành. Một cái tên rất là oai phong và lẫm liệt. Mặc dù là chú rồng này sẽ không có ra chiến trận lần nào bởi vì chỉ thuộc cấp C thôi, nhưng mà với hiệu ứng cực kỳ là đẹp mắt, rất đáng để chiêm ngưỡng đó các bạn. Còn đây chính là chú rồng chúng ta đã lấy trong hình như là trong web đó các bạn. Đây là một con rồng có sự kết hợp giữa Foreign băng và nước đó các bạn. Nhìn nó rất là giống một con cá mập. Các bạn có nghĩ vậy không? Nhưng theo mình thì nó giống như là một con cá mập đó các bạn. Bởi vậy có thể chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Và nó có một đôi cánh rất là chắc khỏe, một cái vây săn chắc có thể bay lượn. Mình sẽ đặt tên cho nó là cá mập băng phong nha các bạn. Đây là hơi vướng vào chỗ này, không sao. Cá mập băng phong. Đấy, bay lên nào. Và chúng ta sẽ đến với con rồng nào tiếp theo đây. Bé cà rem này có một chú hù. Và chúng ta đang có là một chú hù ở đây. Nó là một con tuần lộc hay là một con hù rồi như vậy nhỉ? Nhưng mà có cánh. Cứ cho là rồng hù đi nhé các bạn. Với hệ điện và hệ băng thì có lẽ nhìn anh ấy cũng hơi ngơ ngác. Có lẽ mình sẽ đặt tên nó là chú hù ngơ ngác. Đấy, để cho mọi người cảm thấy sự thân thiện của nó. Và chúng ta có độ giải trí cực cao đấy các bạn. Với con rồng này thì chúng ta nhìn thấy giống như là một ly nước chanh. Thế có lẽ mình sẽ đặt tên cho nó là nước chanh. Ở đây có trái chanh luôn này, nước chanh giải nhiệt đó các bạn. Mình cũng không biết tại sao nước chanh này có thể gọi là một con rồng nữa. Nhưng mà có lẽ đây là một sự độc đáo. Một con rồng nước chanh như vậy chẳng hạn. Mình nhớ là mình đã có đặt tên cho một con rồng có bông bông rồi mà. Thế là mình sẽ đặt lại là bồ công anh. Bé bồ công anh nha các bạn. Còn ai nữa không? Ai vẫn chưa được đặt tên nữa không nào? Đây rồi. Đây là con rồng chúng ta là vừa nhận được ở trong web đó các bạn. Và giờ nó đã được up ra rồi. Hệ thiết và hệ đất. Nhưng mà mình thấy con rồng này bao phủ nó là một màu công nghệ điện tử. Các bạn có thấy vậy không? Vì vậy mình sẽ đặt tên cho con rồng này là rồng máy điện tử nha các bạn. Mặc dù là không có hệ điện nhưng mà chúng ta sẽ đặt tên như vậy. Nhìn nó rất là trơn mượt và giống như là những cái vi mạch. Và có lẽ đã chúng ta đặt tên cho hầu hết những con rồng ở đây rồi. Vẫn còn hai con rồng này các bạn. Dragonfly. Dragon như là một con rồng chuồn chuồn đó các bạn. Với hai hệ là hệ lá và hệ thép giống như là con rồng xanh tung hoành vừa nãy. Với một màu sắc lung linh rực rỡ, mình sẽ đặt tên đây là chuồn chuồn bảy màu nha các bạn. Thì trong khi quá trình đặt mình đặt tên, nếu các bạn có những tên rồng nào hay có thể là comment để góp ý. Nếu mình cảm thấy là hợp lý thì chúng ta sẽ đổi tên cho những chú rồng vào clip sau đó nha các bạn. Và đây chúng ta vẫn còn một con rồng nữa này.
Con rồng này là sự kết hợp giữa lửa và thép, tạo nên một chiến binh lửa. Nhưng bữa lễ chúng ta sẽ đặt tên khác đi, không phải là chiến binh lửa mà chúng ta sẽ đặt là kỵ sĩ lửa. Khá là hợp lý phải không các bạn? Đây, chúng ta có một dáng vóc rất là hiên ngang, một tư thế hiên ngang cùng với là bộ giáp sáng bóng. Vì thế nên mình sẽ đặt tên là kỵ sĩ lửa. Có cục lửa luôn nhưng mà chúng ta cứ để bình thường là được rồi. Vậy là tiết mục đặt tên đã xong, chúng ta sẽ đến với... À đúng rồi, mình đã nâng giới hạn rồng lên level 3 rồi, thì chúng ta sẽ có thể nâng rồng lên cấp 25. Và mình đã quyết định chọn chiến binh băng Luffy để lên cấp 25 cùng với con Harris nha các bạn. Và con Harris thì mình cũng đã nâng rồi, cấp 25. Ở tầm cấp này chúng ta có thể trả thù một vài người rồi các bạn, nhưng mà mình vẫn sẽ đợi trong những clip khác nha các bạn. Hoặc là chúng ta sẽ đợi khi chúng ta có thêm bút tháp, như vậy cho nó chắc. Thì rồi trong đây chúng ta sẽ có một chết, và đi hết chết này sẽ có một cái rương. Nhưng mà bình thường thì mình vẫn không có thể đi hết được những cái chết trong sự kiện, tầm tầm là đi được đến đâu đó là hết đát rồi. Đây, những cú đập đất giáng chân của băng Luffy, 19k máu, hiện tại thì vẫn đang là B cộng nha các bạn. Và sớm muộn thôi chúng ta sẽ có là băng Luffy lên A cộng, sẽ gánh tem rất nhiều đây. Còn ở đây chúng ta sẽ đi quét của một con rồng là Zan, rồng khổng lồ đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ cho rồng Luffy đánh rất là tự do. Những pha đập xuống đất rất là mạnh, khiến cho những con rồng phải ngã ngủ. Thì bình thường đánh trong đây mình chỉ để chế độ là tự đánh đó các bạn. Còn nếu mà chúng ta phải chiến thuật thì mình nghĩ là chúng ta phải từ từ suy nghĩ mà chọn nước đi. Rồi, gen chiêu tiếp cho rồng thôi niên. Mình nghĩ với hệ của rồng thôi niên rất là ngon, nhưng mà những tuyệt chiêu không có cộng, nên có lẽ mình sẽ không chọn nâng rồng thôi niên lên cấp 25, hoặc là hơn một tí thôi. Và chúng ta sẽ đánh trong language nè. Tiếp tục sẽ là cày răng cho bé rồng băng Luffy nhé các bạn. Rồng nguyên tố, có lẽ mình sẽ cho nanh trắng ra đỡ đòn. Đấy, sức mạnh của nanh trắng cấp 25 cũng đâu phải là dạng vừa, mặc dù bị khắc chế nhưng mà vẫn không suy nhê. Đã lên được 10k sức đánh rồi các bạn, hay quá. Rồi, rồng nguyên tố ra chiêu nè, 11k khắc chế hệ này, và đã phải hy sinh một cách anh dũng. Nhưng không sao, sự hy sinh của rồng nguyên tố sẽ là tiền đề để rồng băng Luffy được tỏa sáng. Có lẽ nanh trắng sẽ ra phụ một tay nè. Rồi, bình thường nếu mà muốn luyện rồng ở trong language cũng khó đó các bạn, bởi vì những rồng chúng ta phải tương đối mạnh theo cấp, và sẽ có những con rồng mạnh để đỡ đòn. Còn nếu không, chúng ta cứ luyện tập với bạn bè là nhanh nhất. Chọn những người bạn bè mà rồng cấp thấp với lại là có nhiều rồng thì rất là nhanh để lên rank, cộng với quét cũng như là đánh rồng, chúng ta sẽ có nhiều đó cơ hội để luyện tập cho rồng. Một cú hàng băng, và tiếp theo là cú hàng băng trưởng, có thể tiêu diệt được con rồng. Lần này sẽ là một cú trời giáng nè, quá hay. Một điểm nữa cho bé Massaron, là bé băng Luffy đó các bạn. Thắng 2 trận rồi, đối thủ cũng đang trả đòn một cách rất là quyết liệt. Rồi, hay quá, một cú đá lửa. Rồi xong rồi, xong cú này là đi toàn bé băng Luffy rồi. Như mình đã hơi sơ suất một tí, nhưng không sao, nanh trắng sẽ báo thù cho chúng ta. Đấy, cho mình thấy là sức mạnh của nanh trắng. Một con Harris đang ở cấp 25 và A cộng. Khi nào có thể mở tiếp giới hạn, mình sẽ nâng con Harris đầu tiên chúng ta lên cấp 30 luôn. Hiện tại thì vẫn còn xa xôi đó các bạn, hành trình cày rank chúng ta nữa. Và thôi, có lẽ chúng ta chỉ để đội hình vào để chiêm ngưỡng thôi. Trước khi hết clip thì mình sẽ xây thêm những cái cột lửa đấy các bạn.
để có thêm những cái cột và chờ thời gian xây xong trụ bút rồng. Đâu rồi? Đây, những cái cục nguyên tố này giờ mới có vàng để mua đây. Vàng mua đảo thì không có, nhưng mà chúng ta vẫn có thể mua những cái cục nguyên tố này, rất là cần thiết. Sản xuất được nhiều vàng thì chúng ta mới có thêm nhiều vàng. Tăng lượng sản xuất lên nữa các bạn. Các bạn có nghe tiếng gì không? Đó là tiếng pháo hoa ở chỗ mình. Mọi người đang bắn pháo hoa ăn mừng các bạn, mặc dù là rất sớm. Nhưng không sao, có lẽ chúng ta sẽ kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn.